Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi thi marathon Hồ Chí Minh nha. Dạ. Mình sẽ dán được giải như này nha các bạn. Rồi cố lên. Hai đứa con kỳ này ráng giật giải nha. Dạ. Cơ hội ngàn năm có một nha các bạn. Hôm nay mình sẽ cố gắng gặp chú Trường Giang và giật giải nha. Không, gặp chú Trường Giang là con có cơ hội gặp rồi, lên là mình gặp liền. Quan trọng là con có giật giải chạy marathon này không đó. Trời dễ à cô ơi, hồi đó con chạy dữ dằn lắm, ráng đấy không kịp mà. Dạ. Rồi thì coi là Trang Vinh có giật giải được không và Mạnh có gặp được chú Trường Giang không, các bạn đối xem nha. Rồi bây giờ xuất phát thôi. Mình đã tới khách sạn rồi. Yeah. Bây giờ mình sẽ ra địa điểm để mình diễn tập nha. Dạ. Hôm nay là ngày đầu tiên Trang với Vinh diễn tập đó anh. Rồi đúng ngày rồi. Ngày mai mới chính thức. Đây phòng khách sạn mình ở nè. Giờ mình đi nè. Mình đã đến địa điểm thảo cầm viên chạy marathon rồi nè các bạn. Wow. Rồi giờ mình vô đi các con ơi. Dạ. Yeah. Mình đã vào trong sân khấu rồi nha anh em. Đó, giờ Vinh và Trang sẽ lên chỗ cùng vận động cool để chụp hình nha. Wow, ở đây đẹp thiệt. Ủa, Trang Vinh rồi bà. Trang Vinh đang diễn đẳng gì con? Đâu chú? Đây nè, đây nè. Đó. Trang Vinh đang làm gì đẳng vậy chú? Trang Vinh đang diễn tiểu phẩm 2. Chú, cái bạn nữ mà đứng kế bên Trang với Vinh là ai vậy chú? Đào đầu để chú coi. À, cái bạn mà đeo ba lô phải không? Đúng rồi. Đó là Bảo Ngọc trong gia đình là số 1 đó con. À, hèn gì con nhìn thấy giống giống. Nay mà con không đi với chú là uổng công lắm luôn á. Wow, chuẩn bị nhảy trong sân nha anh em. Còn một điểm nếu như bạn muốn tham gia thêm thật nhiều sự kiện full marathon nữa vào năm 2024. Yeah. Rồi bây giờ đếm coi nào nhiều nhất nè. 9 điểm. Ôi đúng quá vậy trời. 1 hour later. Mạnh, dậy ghê. Dậy cô, trời ơi tối luôn rồi. Ở dưới quê á con kêu cô á dẫn lên đây gặp chú Trường Giang mà lên đây con ngủ thôi, vậy đi về ngày mai khỏi gặp luôn đi vậy. Nãy giờ buồn ngủ lắm cô ơi, không gặp chú Trường Giang nên con buồn. Ngày mai anh sẽ gặp chú Trường Giang thôi. Yeah. Ồ, vậy giờ mình về chuẩn bị đi. Rồi vậy. Buổi tối thì gia đình mình đi ăn tối nha. Dạ. Ở vào quận nhất này mình ăn đâu chú ơi? Thì giờ mình ra đường mình kiếm chỗ nào có quán mình ăn nè. Nhưng mà lần này á thì Trang Vinh được đi chung với gia đình của miếu cô Te nha các bạn. Ờ. Go. Đây miếu cô Te là chào các bạn con. Chào tất cả các bạn. Giỏi quá. Rồi bây giờ mình sẽ vô Vincom mình kiếm đồ mình ăn nha. Yeah. Nay vô Vincom Center gần nhất luôn. Mình tính thử đi đường này. Rồi giờ đồ ăn ở đâu ta? Để chắc lên lầu quá. Ở lên lầu đồ. Đúng rồi lên lầu. Đi lên lầu. Rồi lên thấy kiến rồi luôn ha. Rồi đây lại là quần áo nữa hả? Ở đây là thế giới đồ luôn. Ừ, thế giới đồ. Đầu tiên con vô đây chú đừng hỏi con. Con nhiều khi còn đi lạc đường luôn á. Mình đã đi lộn đường rồi bạn ơi. Ăn uống ở dưới đất rồi. Đói bụng mà đi lầm chầm hết tụi con. Wow, nhìn xuống dưới đảo các bạn ơi. Ôi, hình như dưới đây là dưới lòng đất á. Ừ đúng rồi, mình đang ở xuống lòng đất á. Thôi. Đó, thấy đồ ăn kìa. Rồi thôi giờ mình đi xuống lầu 3 đi. Đó. À lại gì hết rồi. Người ta là lầu 3 ở trên này, lầu 3 dưới đất nha. Bây giờ mình sẽ ăn cơm với đùi gà nha các bạn. Yeah. Rồi giờ mình sẽ chế nước mắm vô. Vinh ăn cái gì vậy anh? Dạ, đùi gà luôn. Ý anh nói rồi, cơm cho ăn á. Rồi bạn Hiếu ăn gì vậy bạn Hiếu? Qua thịt xiên. Quá ngon ha. Các bạn có các bạn không ăn nha. Mời để. Ở bên cơm quận nhất á, nhìn cơm ngon quá à. Đúng rồi đó, nào là cơm gà nè, này là cơm thừa kho nè. Còn mẹ thì dám ăn, mẹ sẽ ăn cơm với lại rau đế xào không. Mẹ mẹ nói vậy thôi chứ mẹ kêu cá kho làm sao rồi? Chứ không lẽ vô cơm kêu vậy sao không con? Giờ mình ăn cơm xong rồi giờ mấy đứa muốn đi đâu nữa nè? Đi phố đi bộ. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đi tập thể dục lên đây. Mạnh nào đó giờ đi phố đi bộ lần nào chưa? Dạ chưa chú ơi. Mình cũng chưa đi phố đi bộ lần nào, thôi giờ mình ra ngoài coi có gì vui nha. Ra đó phố đi bộ gì đẹp để mình ra coi như thế nào. Ừ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đẹp quá các bạn ơi. Ê đằng kia có bông lửa kìa, lại đó mình xem đi. Đi rồi, đi. Rồi, xong bông lửa nè. Quá wow, bông lửa kìa. Mấy anh thở lửa hay quá à. Đúng rồi. Quá đang gấp, quá đang gấp. Đâu biết sư huynh này có nhận đồ đệ không nữa. Trời chết chưa. Trời hay quá tụi con ơi. Mình ở đây không nóng luôn á, người ta làm cái nóng đi. Ôi
ơi, con muốn đi xe buýt 2 tầng cô ơi. Đúng rồi, dạ mình thuê đi được rồi con. Yeah. Rồi hôm nay mình sẽ đi xe buýt 2 tầng dạo quanh khắp thành phố nha. Đây xe buýt 2 tầng đây. Mình mua vé xe buýt 2 tầng là nhiêu vé vậy em? Mình mua vé là người lớn 150, còn như ba bạn nhỏ này là 100. Hồi hộp quá, lần đầu tiên con đi xe buýt 2 tầng luôn. Đúng rồi, chắc mát dữ lắm luôn á. Đấy, nữa con sẽ kêu bác tài xế là cái lúc mà chuẩn bị quẹo quẹo kêu mạnh mạnh lên. Cái gì mình ngồi lên chảnh mình bay ra liền luôn. Cô thấy cái cảm giác là nó sợ sợ sao á. Ví dụ mà có mái che cũng đỡ, tự nhiên ngồi đỏ đỡ vậy. Mẹ cứ lên mà mẹ. 5 minutes later. Rồi, xe buýt 2 tầng đã tới. Bây giờ là mình sẽ lên xe nha. Rất là đông người đang chuẩn bị lên. Mấy người ạ? 8 người. Tí gì? 2, 4, 6. Đây. Rồi. Mình tưởng đâu mà bắt cậu ngang để lên. Hồi hộp quá. Ôi. Lên trước rồi. Đây, sao ghê á? Wow, đảo quá các bạn ơi. Đây, mình lên được 2 tầng rồi nha. Ôi, thôi bọn quẹo bên kia. Ô, bên này có view đẹp lắm nè. Đã quá. Đã lắm chú ơi. Ủa mẹ ơi, xe này chạy qua mấy quận vậy mẹ? Hồi nãy á, mẹ nghe chị bán vé nói là mình sẽ qua quận 2 nè, quận 3. Với lại thằng Thủ Thiêm là mình quay về đây nha. Đi cũng lâu quá. Vậy là vòng trung tâm thành phố luôn đó con. Hôm nay lần đầu tiên mình ngồi trên chiếc xe này không biết sao nữa. Hồi hộp. Bây giờ tụi con biết mấy giờ biết không? Dạ, mấy giờ mẹ? 10:30. Bây giờ là hai đứa ngủ được 2 giấc rồi đó. Mà trong khi đó tụi con thấy không, rất là nhộn nhịp luôn. Tưởng đâu là 6:00 không á. Xe hỏi anh rồi nha anh em. Nó đi từ từ, thấy trước phê cho lắm nha. Nào đi nhanh kìa. Phố đi bộ nè, trang trí đèn rất là đẹp. Phố đi bộ nhìn ban đêm đẹp quá mấy đứa, nhìn nè. Wow, mấy rỡ luôn. Đối với Trang thấy trực thăng. Đó. À đây nè, trực thăng nè, rồi. Lần đầu tiên con thấy trực thăng ngoài đời thật. Hai ngày mai mình đi diễn bảo tàng không? Đi. Mà có thời gian mình ghé gì bảo tàng nha. Đây nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà như đang trùng tu lại. Có quá trời luôn. Người ta cắm trại xuyên đêm. Đúng rồi, nếu mà ban ngày người ta làm việc ra đây tối ra đây không mát coi lấy nha. Ơi, bên đây còn nữa anh em ơi. Ủa, bên đây giống bên kia vậy. Hello mấy anh. À hello anh. Cuối cùng đã có được một anh hello mình rồi nha anh em. Hai bên lận. Hello mấy anh. Mấy cục vàng. Cục vàng. Ôi. Ở đây cảnh đẹp mà vừa mát nữa tụi con. Dạ. Giờ mấy đứa muốn về rồi xong rồi mình chạy một tiếng nữa không là tới sáng luôn á. Chịu không? Chịu, con chịu. Trời ơi nó mát. Quá đã. Về đi mà như là 7 giờ luôn nha các bạn. Để mình xem thì hồi giờ mấy giờ. Mà mình thấy rất là đông người luôn nha. Giờ 10 giờ 35 rồi. Mà mình thấy chen 7 giờ đêm. Ôi quá trời có người này. Đậu xe là không mát nè tụi con. Nè, tàu nhà Pitico nè. Thấy tàu nhà Pitico không? Thấy. Đẹp quá. Wow, buổi tối sông Sài Gòn đẹp quá. Ô, cái này là cho về đúng không? Này con rồng. Trời ơi. Nhưng mà đóng cửa hết rồi. Khu uống nước hay gì anh em ơi. Hello anh. Nhậu không? Nhậu không? Không, không. Mình đi được 25 phút thì xe bắt đầu hoành lại. Tí đâu mình quay nào. Đây cầu Ba Son nè. Nhìn đó kia giống như là mình đang ở dãy thiên hà. Ôi đẹp quá. Có như mấy cái đèn đó là mấy cái chung cư mà mở đèn lên đúng không? Đúng rồi. Thấy tòa nhà lên mắt 81 kìa. Đâu? Dậy ngắm cảnh. Dậy Vinh ơi. Giờ mát quá ngủ luôn rồi.
nãy hình như Vinh đi xe này để ngắm cảnh mà. Đây, họ con rùa nha. Họ con rùa rất là nhiều người ngồi trên đây luôn. Ủa, họ con rùa mà con có thấy con rùa nào đó mẹ? Mẹ cũng đâu thấy con rùa đó, giờ mẹ nghe nói thôi chứ mẹ không biết. Họ con rùa là một cái tên. Sự tích gì đó mình không biết. Ủa, cái đó là gì vậy mẹ? Chợ Bến Thành đó con. Wow, đẹp quá hả? Phải chi cái này mà đi buổi sáng giờ mình đẹp hơn. À, chợ Bến Thành về đêm nha. Mình đi qua bến Bạch Đằng luôn nè. Sông Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng ở sông Sài Gòn. Ủa? Sau một tiếng đồng hồ bây giờ mình quay lại phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi đó con. Dạ. Bây giờ là 11 giờ 10 mà phố đi bộ Nguyễn Huệ như là 7 giờ đêm. Sau một tiếng đồng hồ chạy xe thì mình cảm thấy mình rất là buồn ngủ. Bây giờ mình sẽ đi xuống nha các bạn. Bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi các bạn ơi. Giờ đang Vinh ngủ phòng này nha. Dạ. Ủa rồi anh ngủ đâu? Anh ngủ ở trên đó. Mà anh ngủ bên đây nè. Ủa đây em ngủ bên đây hả? À, đây là cái giường phụ nên cái mền rất là nhỏ luôn nè. Ừ. Rồi mạnh ngủ ở salon nha mạnh. Hả? Ngủ salon hả đây? Ừ. Ừ. Trời ơi, chân gánh mạng luôn còn rồi nó mẹ vậy sao ngủ? John Việt Nam, John Việt Nam. John Việt Nam là sao chú? Chứ lại ngủ trong phòng tắm hả? Không. Cái này cô anh mướn cho mình tới hai phòng lận. Thôi giờ con với chú lên phòng 6 ngủ. Yeah. Rồi, được. Đang Vinh ngủ đi. Rồi, mình lên phòng 6 nha mạnh. Ở đây nói chung là giống như một cái căn hộ nhỏ, mình có phòng khách nè, có nhà bếp nè, toilet nè, phòng đây giường cũng rất là rộng dành cho hai người ngủ nha. Yeah, vậy còn gì cho ngủ đi rồi. Rồi thôi mình ngủ đi. Ngày hôm sau. Thì chị với Vinh có một trò chơi nhỏ nhỏ để tiếp xúc cho mấy em trẻ sớm hơn đó nha. Bây giờ chị với em chơi hát điệp khúc của bài Chiến Binh Xanh, ai hát lớn lên sẽ hát, chị chơi không? Ok, thì chơi. Ủa mà phần thưởng là gì ta? Phần thưởng là chèo pháo tay của các bạn Cool Runner dưới đây nè. Mấy em chịu không? Ok, bây giờ chị với Vinh đếm tới 3 là chị với Vinh cùng hát nha. 1, 2, 3. Mình cùng hoa chiến binh xanh, mái hồng mình luôn đầy sương mạnh. Mình cùng hoa chiến binh xanh, đám giang mà siêu giờ mau chạy nhanh. Tám tôi chớp tiến lên, cùng ba ba xuân qua quét rác. Mình cùng hóa chiến binh sẵn, thế gian hôm nay bông rực sẵn, nhỏ có cũng siêu mà. Ok không? Bây giờ mấy em thấy ai hát lớn hơn nè? Chị hả? Cảm ơn mấy em nha. Các bạn nhóm xanh lá, một nửa nhóm xanh lá di chuyển nha. Vinh đang xếp hàng, lát nữa chơi cái phú nha các bạn. Em không chơi. Ủa sao không chơi đi? Đang sắp hồng. Vinh không chơi rồi, lát nữa Trang nó chơi. Dạ, em cũng chơi. Hai cái trò này thú vị á. Bảo hộ cho Trang, lát nữa Trang chơi nha. Giống như thế nào ta? Mời hợp á. Vinh đâu dám chơi, còn trải nghiệm đi nha. Dạ. Rồi bạn Trang bao nhiêu tuổi rồi? 13. Rồi bạn Trang 13 tuổi thì mình sẽ đem thử thách lên cao hơn từ đó mà. Như vậy chứ nhận thử thách là 16 viên đạn có được một ống sữa không? 16 viên đạn mà được một ống sữa, thử thách cao hơn. Cao hơn các bạn cái đó. Đồng ý không? Đồng ý. Rồi ok, đồng ý nha. Cùng tay cái. Rồi. Đổ lên nè Trang. Thôi hộp hả? Nếu mà đựng lóc á thì cho anh một hộp nha. Ok. Rồi xong rồi Trang bước vô. Rồi. Bên đây chuẩn bị nha. Với 16 viên đạn thử thách dành cho bé Trang 13 tuổi. 3 2 1 bắt đi. Giờ có tất cả một bộ trên cơ thể ra đấy nha.
rồi hạ xuống, hạ xuống, xuống rồi bên đây còn chân nữa bên đây còn chân nữa rồi đó là bạn trên rồi. Rồi, chúng ta còn 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 3, 2, 3, 3, hết giờ, rồi xin mời lấy trang, hạ xuống nha. Rồi, 2, 4, chạy trong cục vòng tròn nè, ba mức năng lượng của phòng xây nha, ba cái dây đó đâu rồi chạy nha, có đâu đâu cũng nhờ xây xuống nào, đây 3 2 1 hết giờ. Ban tổ chức đã nhận thấy hai bạn rất là hot trong chương trình rồi, muốn đi làm gì bắt đầu. Thì các bạn của chúng ta có cảm nghĩ như thế nào ạ? Dạ em thấy trò chơi này rất là vui và thú vị. Rồi còn Vinh thì sao nào? Trò này rất là phê. Trò này rất là phê. Vậy thì thay mặt cho những anh Quân gửi tặng cho Trang cũng giống như là Vinh một phần quà nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Anh mạnh đẩy em tới năng lượng trí não nha. Ok. Các bạn thấy Trang Vinh đang chơi gì không các bạn? Các bạn cùng theo dõi mình nha. Hay quá Vinh ơi. Thì cuộc thi marathon của Hồ Chí Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bây giờ xong việc rồi, mình đi ăn cơm với Cool nha các bạn. Bây giờ mình sẽ qua quán chú Trường Giang để ăn nha. Còn gọi là quán mười khó đó tụi con. Ủa? Quán mười khó? Chẳng lẽ mình ăn vô lát hồi cũng khó chịu rồi. Vô ăn nó khó khăn này sao mình không biết, để qua ăn coi cảm giác như thế nào hay là cái tên đó con ơi. Cơm quê mười khó đây anh em ơi. Chào anh. Đây là bạn Ti nè, bạn Ti nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mạnh gạo quá. Chú Giang thấy vui mạnh. Để vô lắm chú. One hour later. Rồi nãy ăn quá cơm của chú Trường Giang, con thấy muốn ăn đây như thế nào? Ngon ha. Nói chung là cơm này phù hợp với tất cả loại vùng miền luôn. 2 hours later. Sau khi chạy marathon xong giờ mình sẽ đi về nha các bạn. Cái gì? Dạo mà đi về hả chú? Buồn lắm, lâu lâu mình mới được lên Sài Gòn chơi. À vậy giờ ở đây quận nhất có địa điểm nào du lịch không? Bảo tàng. Đúng rồi. Thiệt không? Bảo tàng. Bảo tàng có mấy cái mấy bài đồ á. À nghe hay quá ta. Có chuyện hay không? Có hết. Rồi sao Vinh rành như vậy? Tại vì á con nghe trên mạng nói chứ con cũng biết. Ok, giờ mình quyết định là đi viện bảo tàng coi có cái gì ở đó nha các bạn. Mình tới viện bảo tàng ký chất chiến tranh ở quận 3 rồi, giờ mình sẽ vô mua vé nha. Vé đây là người lớn 40 và người nhỏ là 20 nha. Ok, dạ. Rồi, giờ mình vô mình đưa vé đi. Đem mã vô. Đây nè, hồi qua mình đi xe buýt 2 tầng, mình đi ngang qua cái đúng rồi, mà, bài sau đó. Mà mình giờ nhìn thấy không rõ, giờ mình thấy rõ nè.